Vâng, chào mừng mọi người đã quay trở lại với trận đấu 8x trong ngày hôm nay. Và chúng ta lại tiếp tục đến với nhau trong trận đấu trường siêu dân mờ với map 6.88V. Vâng, và chúng ta sẽ đi đến được bán pick của hai team ngay sau đây. Vì vậy trận đấu này team 1 đã ban đi Slack cùng với lại Spec. Team 2 thì ban đi AM cùng với Sanderser Spec, AM. Vâng, Slack và còn được đánh giá là cũng gọi là con số của ma trong nào chúng ta. Vâng, lên bảng hết rồi. Chúng ta đến được pick của hai team. Vì vậy trận đấu này thì team 1 có được Bắc La, Click, Bắc Magi, Trang Cả Lai cùng với lại Mark Lớp. Còn team 2 thì có Bất Chờ, Ace, Gai Đức Tờ, Amron cùng Kiri. Và như vậy là team 2 một carry kiểu semi-lead, đó chính là Gai Đức Tờ, không có siêu nhân, không có carry thuần. Trong khi đó trận đấu này thì Trang Cả Lai sẽ là người đóng vai trò là carry của team 1. Đã chip đàn để cho Trang Cả Lai bên trên, Limit đến từ Bắc Lai và Mark Lớp là người solo bên dưới. Team 2 như vậy là vâng, TD sẽ là người đi mid, Gai Đức Tờ là người đi chip lane. Asia sẽ là người solo trận đấu này, như vậy là Asia sẽ đối mặt cùng Mark Lớp bên dưới. Còn Gai Đức Tờ, Abaddon cùng với Bất Chờ sẽ là người chip lane bên trên. Trao Cờ Lai cùng Gai Đức Tờ, vâng, có lẽ pick Gai Đức Tờ để khắc chế Trao Cờ Lai. Khả năng bắn nan gây đam diện rộng đến từ Gai Đức Tờ để đối mặt cùng Trao Cờ Lai. Về cuối game thì cũng có khả năng thân bóng. Và trận đấu này để đấu được Trang Cả Lai thì chắc chắn Gai Đức Tờ phải có Divide ở cuối rồi. Một cái Divide để biến Gai Đức Tờ từ một con Semidex trở thành một con carry hạng lắm. Mark Lớp, và như vậy là Lick cầm theo một cái Zing xuống dưới, bầu bạn cũng Mark Lớp luôn. Bắc La đối mặt với TD ở mid. Như vậy là hai cái răn bên trên thuộc về Bắc La, bên dưới thuộc về Ace. Còn TD vẫn chưa mua cái gì, anh em vẫn trần chuồng chạy ra mid. Vâng, Gai Đức Tờ đi bên dưới, như vậy là đổi lane, Ace là người farm rừng và Gai Đức Tờ là người solo bên dưới này. Trên lane của nó là hơi bị dị trong trận đấu này. Bên dưới thì Mark Lớp cùng Link đua lane, chứ không có chip lane trận đấu này. Bên trên thì Trang Cả Lai cùng với Ormagi, với mặt Abaddon cùng với Bất Chờ, và cũng thay nhân tay ngắn đi chung với nhau. Vâng, Ace trên trò tăng grab rồi, như kiểu phong linh ở Việt Nam vậy. Mua hai cái khiên, mua bốn cái tăng gồ, một cái tele, đảm bảo có thể trốn được trong tình huống bị dí. Gai Đức Tờ được xuống bên dưới để farm. Và trận đấu này thì vâng, đi trung nam có vẻ hit never cũng khá đơn giản. Trận đấu này Lick phải là người đứng đằng sau để đẩy được back cho anh chàng Gai Đức Tờ về. Còn bên trên thì có lẽ là ngang fail, bốn ông tay ngắm đi với nhau, không biết là hazard kiểu gì. Và có vẻ như Abaddon là người được farm bên trên, và Bất Chờ thì là người đứng bên cạnh luôn. Một trận đấu mà Ace tăng grab của team 1, khiến cho grab của team 2 nó đẩy vào bên trong trụ, và Gai Đức Tờ sẽ là người đứng bên ngoài hit the lever. Không có grab đẩy lên, thì là người hazard đến từ Lick cùng Mark Lớp, nó cũng không phải là quá là hoàn hảo. Bây giờ đang combo bằng người Gai Đức Tờ, một cái Zing Cassius rồi. Mình thanh niên Ace thì vẫn đang trộm cắp như rươi, còn từ dưới bot nhảy lên trên top, đang tăng luôn cả ba đen. Mỗi lần anh chơi nước của bãi grab rồi anh lại té. A player's forces are under attack. Team 1 thì vẫn đang bơ cái thằng Ace đi, vẫn đang không quan tâm. Trận đấu này kích chào lại có lẽ cũng không phải là muffin dành cho team 1. Vâng, team 2 có Ace, có TD, có Gai Đức Tờ. Vâng, ba con này đã đủ để clear bóng của Chào Cả Lai rất nhanh. Trừ khi là Chào Cả Lai và một trận đấu đột biến và anh Phang mắc xanh từ đầu, nó mới là sự khác biệt. Vâng, cũng khiến cho Abaddon Bất Chờ vâng rất khổ báo cáo trồn và băng thủ với Bất Chờ thằng ngay sẽ tăng vào mồm. Bây giờ thì đuổi ra ngoài, có cho tăng 2 giây, 110 đam dành cho Bất Chờ. Cắm cây và lùi. Nàng gì có kiên đến từ Abaddon, nhưng mà có lẽ cũng chết được. Nàng gì theo, quay lại đánh thằng Abaddon cũng được. Mỗi ông level 2, bốn thanh niên level 2 đuổi nhau, và sẽ một pha xích vào bên trong Bất Chờ. Xích mắc, bây giờ mới là xích. Còn tình huống mà hình như cũng đau hơi lâu, một pha kéo ra ngoài, Bất Chờ thì chơi một pha cân đổi. Vâng, như vậy là giết được Ormagi, sau đó thì cũng làm được. Pha phút một lúc dành cho Ormagi, sau đó thì cũng mất mạng.
số đang là 3-1 trong thời điểm này. Vâng, vừa nãy bên dưới thì có người làm số rồi, như bạn đã gai cũng từ vừa lên bảng xong. Vâng, bắt đầu lộ ra chiến sự. Vâng, cái nam bên trên có vẻ là cái nam mà kém đến khó chịu. Vâng, cũng nên tay ngắn đi với nhau. Vâng, một combo của TD ở mid và hạ ra rồi. Player's forces are under attack. Trận đấu này thì ngon lành nhất vẫn là Ace, thành điện bán vẫn định tăng grab bình thường, như vậy Ott Magi là người chiến địa rồi. À, chính Tele về, bây giờ cũng chưa biết thằng nào chết trước. Ott Magi phải quay đầu chạy, và thì dẫn Ace cũng quay đầu chạy luôn, và một pha chặn đầu đến từ Băng Lan. Vâng, còn 180 máu đến từ Băng Lan. Có bot, vâng, Ace còn ra farm grab luôn, cũng khá là hồn nhiên phụ tiền, như vậy là cớ. Vâng, nằm xuống Asia thì bên cạnh đó thì Phương Nam cũng nằm xuống và xuất hiện TV bên trong. Vâng, đổ nạn của hai thiên liên. Vâng, Gai Đức Tơ vẫn đang đứng khá là khó. Trận đấu mà đi solo lane thì mà level thấp hơn hai thiên liên kia, bởi vì thằng Asia nó tăng mẽ cả đẹp rồi. Có dân đến TD và một vài đảo lên. Lick đang trong tình trạng bằng lửa máu, bằng mà lớn cũng lửa máu, sẽ là một pha thảm mạng của hai điểm. Một Lick sẽ làm xuống sau combo của TD ngay bây giờ. Còn một combo không đủ mana để top, một tình huống mà cắn bot không đủ mana để top đúng đấy. Mặc dù là cắn 3 đứng bot mà không đủ, có hơi hư cấu tình huống này. Vâng, bên trên lại một pha nằm xuống của Ott Magi. Còn tỷ số là 4 đều, như vậy là một pha sẽ bằng tỷ số của hai thiên liên bên trên. Ace sau một thời gian đi du lịch vâng ở bên sân nhà đối phương, anh đã quay trở lại về vườn của mình, đảm bảo an toàn. Đi ở cái nền kia có vẻ thì chúng nó bắt đầu xây nhà ra rồi, đảm bảo rừng cho chắc. Bù lại vấn đề đấy thì Gai đứng từ bên dưới sẽ thuận, nhưng mà Kadev có đủ để cho Lick cùng với Malus có thể thăng được. Có lẽ là Gai đứng từ trong cái nền này sẽ chết tiếp. Vâng, một phong cách đi mid mua đồ và mua thẳng bot, không cầm một cái gì trong người. Cái phong cách này tôi nghĩ là nó hơi bị trầu. Và bây giờ thì tải giày ra, vâng, tải một đống đồ, vâng, hóa ra để đồ anh thanh niên để giấu ở nhà. Một cái mắt được cắm trong rừng, vâng, như vậy là Lick cắm mắt để xoay. Thì mà tín hiệu là Tilly bắt đầu đảo nền, anh bắt đầu cắm mắt ra. Vâng, đi đâm đâm đến từ Tilly cho tiếng này. Như vậy là sẽ tính là chiếc đèn cho cái đèn bên trên là xe farm dừng ở bên cạnh. Và vẫn chờ đang đứng phục kích và đi vào bộ đồ đến từ Ott Magi không. Như vậy là cắm xuân rình để thả lửa, có stun và bây giờ sẽ là dí kèo đến từ bất chợt. Còn có dày máu, chạy khá nhanh và phúc kiên, cũng như vậy là một pha phúc kiên. Còn pha stun của Chakolai đến hơi chậm. Còn đơn giản là một pha phúc kiên để hóa giải luôn được cái stun của Chakolai thì ảo diệu quá. Còn đằng sau, như vậy là gặp nhau của Bắc Na cùng với Ace. Một pha combo đi vào lòng người đến từ Bắc Na, như vậy là Ace sẽ đã mất rồi. Không có skill 2, và như vậy là có lẽ là Abaddon sẽ là người chết thay đến từ này. Cũng kiện lên, và bất chờ một ship kéo tao. Và như vậy là kéo Bắc Na. Kéo Bắc Na, và như vậy là có lẽ Bắc Na sẽ nằm xuống. Một pha mùi người, bây giờ sẽ là xì khói đến từ Ace bất chờ. Vâng, khá là khó chịu, và Chao Bắc Na cũng là người nằm xuống trong. Và một pha đi ganh của team 1 hơi lỗi và hơi ngáo ngơ đến từ Phong Lan. Thanh niên đi lên sẽ không giết được Ace sẽ phải chết. Bố thêm cả mạng của Chakolai tiếng này. Và sau khi ăn được hai cái mạng đấy thì Abaddon cùng với lại bất chờ đã chạm được level 6. Một trận đấu ngoan lành cành đào, tự nhiên có thằng nó xông lên đã chỉ ra và đi lên máu. Ở bên dưới thì Lick cùng với Malus còn lại tiếp tục đuổi vâng cái đứng tờ bật chết rồi, bật magic có quầy và còn hai máu. What the fuck, còn hai máu không chết. Tình huống bật magic còn đúng hai máu. Cũng phải nói là thanh niên Gai Đức Tư ăn ở rất tốt, hiếm khi ông nào mà có thể dính được còn một máu trong người lắm. Ace có blink rồi, như vậy là 7 phút sau tình huống đi farm rừng tăng grab của đối phương, anh đã có blink. Bắc Na quay trở lại mid, mua thêm cái tiền được lúc Bắc Magi cũng bên cạnh. Còn TD cũng đã quay trở lại, là fit trên top nhưng mà Bắc La vẫn to level hơn TD. Level 7, TD bây giờ bắt đầu chạm level 7.
Một trận đấu mà phong cách đánh khá là ngẫu hứng của cả hai team. Có một linh rồi, có một pha bú được cả đôi. Và sẽ là một pha sấp đôi đến từ team 1. Và một cầu vật cho Toxel quyết định cho tay để dần. Còn ngay cái kill của mồm và tắt một kill dành cho Asep. Tài trương cái bờ linh ngọt ngào, tài mạng nằm xuống. Landers thì không lên dày, có vẻ như Landers sẽ lên cho mình cái hand luôn. Lấy đam đến từ Amdon. Bên trên thì bất chợt cũng đã có cho mình cái dây máu, thì nên được cho một cái khả đam. Trận đấu vào team 2 đang farm tốt hơn khá là nhiều. Được nào rồi cũng khá là ổn rồi. Chuẩn bị có phản đam từ bất chợt. Phản Abaddon, có lẽ cũng sẽ là phản đam trận đấu này. Trận đấu thiên về vong linh. Cách đánh này là cách đánh thì nó quá quen thuộc ở trong Galena rồi. Một phong cách đánh thân ai thằng ấy lo à. Mà nếu như farm được nó rất đáng sợ. Một lát là một pha nhảy vào đến từ ASEAN. Sở tăng Tilly thì đẹp hơn. Nhưng vậy là sở tăng ASEAN, sở mới sẽ nằm xuống. Pha trả cũng tìm từ Lick vẫn đẹp tuyệt vời. Một pha đá banh phải nói chuẩn vai đến từ Lick. Còn Lick có leo vào 6. Một trận đấu mà support không hề toàn. Một trận đấu này đã không nghĩ là support đúng hơn. Bỏ trận đấu tiếp theo. Còn như vậy là TD cũng làm xuống. Một pha đánh đổi mạng của Băng Nam. Lấy hai mạng của ASEAN cũng TD. Và đặt hạ TD phải gọi là tuyệt vời đến từ Lick. Mặc dù đánh có vẻ ngẫu hứng nhưng mà việc Đen đã cover nhau cũng khá chuẩn vai đến từ team 1. Vâng, cái Canada của gần như cả team, cả Lick, cả Chao của Lai, Canada hết. Cứu một người. Ở chính xác thì không phải là cứu, mà ra là sẽ hốt mạng. Cái chết thì nó cũng liên quan đến mình. Thả ulti đến cái Doctor. Và đến cái giải pháp của Malus để giữ lại. Còn cái slow của cái ulti đang cứu được cái Doctor đến nay. Chao của Lai đuổi theo, Malus sẽ là người chặn đầu. Vâng, rất sầm đuổi. Và hai của Kodak nó đang sơ đam đuổi. Chao của Lai đang nhắc lại. Chạy thẳng. Vâng, Gigan kìa, vừa đớp Gigan đi. Vâng, như vậy là ASEAN là cái thiết đằng sau. Có sợ tăng, vâng, 1 giây hơi nhọ. Bây giờ sẽ là cái chóc két. Vâng, Gai Doctor đang chơi liều. Vâng, có ulti và như vậy là chết ngược. Một tình huống mà đổi mạng của Gai Doctor cũng mang lớn. Hơi liều mạng tiếng này. Vâng, bò của TD và như vậy Lick lại xử lý xong được ASEAN. Bây giờ đến là TD quay đầu chạy. Vâng, chắc là đang cũng đã thăng thiên rồi. Cái trận đấu tiếp theo đến TD. Có Stun. Trận đấu này thì support còn đánh tăng mắc 1-2 rồi. Bắc Magi cùng Lick còn tăng mắc 1 và Bắc Magi tăng mắc lửa cũng bị bùa luôn. Không ngờ Bắc Magi đánh support cho tăng 3. Vâng, có Sick đến từ bất chợt. Vâng, một pha X2 đến từ Bắc Magi. Có phản đam. Vâng, phải lấy bật phản đam sớm thì có lẽ Bắc Magi chết luôn. Vâng, đuổi. Vâng, bật phản đam kiểu gì cũng chết rồi. Bắn thả lửa của Bắc Magi. Liên hình lên. Vâng, quay. Cắn đến từ bất chợt và đang hồi lại được lượng máu và ulti đến từ Gai Doctor. Và Malus cũng đang làm xuống, ở trên đó là bất chợt làm xuống và sau đó Malus cũng làm xuống theo. Lick lại là đất được mạng, trận đấu mà Lick đang ăn mạng phải là khá nhiều. Có Berlin và quá xe và Lick nằm xuống. Vâng, trận đấu đang diễn biến và có ra một tình huống đổi mạng. Vâng, con mát nó không phải là quá lớn nhưng mà đang chết dần chết mòn. Đúng kiểu dịch bệnh vậy. Thằng này đang cứu thằng kia nằm xuống. Và tỷ số đang là 10-17, còn team 2 đang vượt lên tỷ số mạng của nó là khá là nhiều. A player's forces vâng, TD đến Xuân Dinh, là 19. Lúc này là 8. Vâng, Kera của bot, vậy là một pha chọn ASEAN và linh ra ngoài té rồi. Trong khi đó thì Gai Doctor là người tay bay vạ gió, còn khi kia nó đáp lửa thằng ASEAN, thằng Gai Doctor lại chết. Đáng lòng. Chao Kala trận điểm này thì có lẽ cũng không có nhiều tác dụng trong combat, vẫn đang đi farm thôi. Một cái bao của chip. Và Malus thì nên... Còn từ giờ ông nên hand, nhưng bây giờ ông quay ông nên giày. Một cái giày máu đến từ ASEAN. Vâng, Lick có Mekan và Op Magi có hook. Và hai support có khi là hai thằng nhiều tiền nhất trong team bây giờ. Còn thánh support cũng phải gọi là quyền có mẹ ở sầu. Bất chờ phản đam ASEAN Berlin và Avalon thì đến Endosap. Và một trận đấu mà các thanh niên đang cú farm, đua farm rất kinh khủng. Thằng nào farm cũng tốt. Và Chao Kana thì vẫn đang chơi Kadak trong rừng. Như vậy là có dần hết đến từ TD rồi. Và chắc chắn là chết. Và một sọt tăng thêm một truy vào đầu, nằm xuống. Và trận đấu này có vẻ như cái symbol của team 2 rất nhiều. Và bây giờ thì khá là khó dành cho team 1 rồi. Và một top thì TD.
Vâng, có xích, vâng, xích Ace ra ngoài. Vâng, như vậy là Linh thoát nạn số rồi. Và Ace vẫn là người đớp lập mạng, vâng, cắm cọc ra và bây giờ sẽ bị găng băng. Và bật phản đam, vâng, đáp lửa đến từ Omagi. Không CJ, cái đội hình hoàn toàn cho trang như thế này. Ba con phải nói là châu đất. Bây giờ tăng grab luôn, vâng, như vậy đớp được cái trụ bên trên của Abaddon. Một cái đội hình toàn chẩu, vâng, thật sự đây là cái đội hình toàn chẩu, đội hình thường thấy ở trong Arena. Toàn thanh niên gọi máu chó đánh xe trang, khỏe đi xe bồ nhiều. Không cần cover, không cần tinh quốc. Và chúng ta cũng gọi là Alonso xông gà luôn. Cháu cần biết quốc còn là nào, ta gặp nào chắc chắn là đấy. Một cái ulti của Aldon đã mất và bây giờ lại quay đầu mà chạy. Trận đấu này thì con Team 1 phải đấu về nết. Và mang lớp của 100 Clyde đã thật sự khỏe khi mà về late game. Còn ở đầu game thì nó cũng không có tác dụng quá nhiều. Trận đấu này thì Omagi cũng lick là người giàu hơn cả Chocolite. Bất chờ đang đi lò dò. Như vậy là lại xích thanh niên Omagi rồi. Có xích, vâng, trúng luôn. Và như vậy là đưa về một tình huống 1-2. Thanh niên thì cắn ăn ngay quả cho tan với X2 và 1. Còn thêm quả X2 nữa, rồi cắt điện luôn. Một pha định đi bắt cóc trẻ con nhưng có lẽ không được. Hai cái Blink đến từ Dili cùng Ace rồi. Và bây giờ bắt đầu là đi khống chế rừng của đối phương. Mắt cắm ra, chúng ta bắt đầu ép. Còn ép lên, không cần chúng nó farm. Thanh niên Magnus vẫn đang hồn nhiên farm bên ngoài. Bây giờ sẽ một farm bị bóng đừng. Bóp nốt thần công, vâng, nằm xuống, một combo. Vâng, đứng ngay chân rồi vẫn còn phải Blink cho chắc cú. Và như vậy Ace đã bổ, vâng, cái ép đã mất. Vâng, cái ép đang đứng về trên. Vâng, hai thanh niên đứng nhìn nhau. Vâng, như vậy là một pha hút máu, vâng, đánh có vẻ các thằng ngáo ngừ. Vâng, khả không chỉ đến cái tờ, vâng, như vậy là Bắc Na chết bên cạnh chân luôn. Hai thanh niên đi cùng nhau. Vâng, và con bác có lẽ là tính toán hơi lòn tay cho Bắc Na để thuận xài một tình huống hút máu. Vâng, bên trên lại một pha nhảy vào đến từ Tilly cùng với lại bất chợt. Và combo của Tilly vừa có xích, như vậy là Chang Glide lại tiếp tục nằm xuống. Phản đam bật lên của bất chợt, bây giờ là combo và cắn. Như vậy là Magnus sẽ là nằm xuống của hai thanh niên của Tilly cùng với bất chợt rất là khỏe thời điểm này. Và tiên mục có vẻ như không đủ đam để giết hai con sơ trang này rồi. Và thật sự là công ty Trung Quốc không cần nhiều, chúng ta chỉ cần xông vào thôi. Và bây giờ đến là Lick. Vâng, Ace xuất hiện và băng chút tiếp theo. Nói chung là không cần biết và xích anh chàng Lick ra ngoài. Bỏ thời gian đến từ anh chàng Amagi cũng có lẽ là không cứu được. Lại là một pha bố bổ rơi vào đầu. Và Ace trận đấu là KS cũng phải gọi là ghép con mẹ luôn. Vâng, bất chờ đang đứng đợi, đợi xích cái lửa. Zigen, vâng, thơm. Vâng, bắt tớ pháp để cho tao Zigen thay đẹp không. Tỷ số là 13-27. Vâng, và đang gấp đôi tỷ số mạng. Và cái phong cách của những cỗ xe tăng, vâng, thằng chẩu đánh sờ trang nó đang lên ngôi. Cái xe bồ cũng không phải ít. Và máu thì trâu. Và con bác thì chúng ta chỉ cần tăng tiêu ra thì là đủ thắng rồi. Đây, của team 1 thì nó cần team quốc cao hơn một chút. Một cái hand đến từ Magnus. Và như vậy là vẫn quyết định lên hand. Còn Chao Kla thì sẽ lên cho mình cái Amdek. Vâng, để chào con Alpha thì còn lâu, mút mùa vẫn chưa xong. Trong khi đó thì Team 2 đang tổ chức đi về và khá là nhanh. Vòng vòng khi đi, không đủ để giết được Magnus. Bây giờ thì ốp luôn. Ace đâu? Ace đang chiêu nhau cùng Bắc Na cùng Lick bên trên. Sợ lâu con bò các kiểu nhưng mà có lẽ cũng không giết được. Vâng, Abaddon là người xông vào, cancel đội hình. Và một pha thả ulti rất đẹp đến từ Lick đây. What the fuck? Vâng, Lick có thả ulti vâng. Khi bay mẹ đâu mất rồi, Nick nằm xuống. Và bây giờ thì TD cũng đã nằm xuống. Nhảy vào đến từ Ace, vâng, vớ được hai thanh niên. Chào Clyde cùng với lại Omagi. Và hình như là cái đối tượng không có ưu tiên đứng này. Và bất chờ bật quả đam, vâng, đứng giữa đội hình và bất chờ chính xác. Còn đến được Abaddon, vâng, X2 đến từ Omagi. Đằng sau thì Chào Clyde đã nằm xuống tay của Ace. Và khiển đến từ anh chàng Abaddon và Ace nhảy vào. Và hút máu đến từ Bắc Na. Và như vậy là một pha comeback có khi là lật kèo. Vâng, nằm xuống của Omagi và mang lớp không chết. Vâng, 3 đổi 5 tiếng này. Như vậy một combat thắng lợi dành cho team 1. Một công cuộc Anosu đến từ team 2 đã thất bại.
đánh nó cũng hơi dở dàng, thì các anh đang đuổi nhau chạy vòng quanh trụ của đối phương. Trận đấu này thì thật sự là combo đến từ Avalon cùng Ace cũng khiến cho Ace nhảy vào, đó cũng là cái điều gì đó rất là bối rối, khiến cho tình huống của nó rất khó đánh. Magna đã có cho mình cái veo. Trận này thì đội hình team 2 đã sẽ build hết phản đam, kể cả Abaddon hay là Butcher hay là Acer, Diri lên phản đam cũng được, đều hay cả. Cái đội hình khỏe như thế này thì chúng ta cứ phản đam mà lã vào thôi, cứ thế mà cản team không vấn đề gì hết. Mặt tốc cùng Ace sát đến từ Abaddon, vậy là trận đấu này không phải cái từ là carry chính mà là Abaddon mới là core của team 2. Trong khi đó thì Gai Công Tư đã có cho mình Amnet. Vâng, một pha gặp nhau của TD cùng với lại Omagi. Xích vẫn lại xích chúng được lít rồi, còn lại làm xuống. Và xích chuẩn lại là một pha cái ăn mạng đến từ Ace. Và bây giờ là nhảy vào đến từ Malus, rồi phản ra và lên nhưng vẫn làm xuống. Và bùi lại thì muốn tội là Ace ra hết, còn có sơ đăng 2 giây 225 đam, và không có cái gì giữ, không một pha Berlin để kéo lại. Còn nằm xuống x2 của Amagi và đằng sau thì đi sẽ xử lý xong, có một pha đấm mít và Amagi là người kết thúc cái mạng của băng này. Còn Gai Công Tư bây giờ có mặt, trận chiến bắt đầu đang kéo nhau ăn ổn ra mít đánh nhau rồi, cả ulti đến từ anh chàng Gai Công Tư và Amagi nằm xuống trong cái top của TD. Còn chào cửa lại quay đi quay lại thì đồng đội của ta đã bay màu hết rồi, cái án là thượng xanh. Trong khi đó thì mang lớp của Athena về thành công, có mở linh từ mang lớp. Hai đuổi ba, bây giờ sẽ là ăn cái trụ đến từ thứ hai. Đang xem bắt đầu được tổ chức ra khá là nhiều, trận đấu mà chúng ta cũng cần fan. Vâng, cái phong cách đánh kiểu không có support, còn đánh kiểu lên đồ nó cũng tàng tàng như nhau, còn năm thằng đều farm được. Đây cũng là một cái đội hình cũng khá là đáng sợ. Nếu như chúng ta thấy một cái đội hình quy củ thì nó ra dáng hơn, và thực sự trong Dota bây giờ cái đội hình như thế này mới gọi là có đâu đây. Tách được hai bác Crab của team 1 rồi, bây giờ có lẽ là cái bác Crab này nó sẽ thuộc với team 2. Đi ăn được cái răng nhìn gì và đẩy trụ tiếp, và như vậy là ý định rất sớm đó là không cho Malus cùng với Chocolate Farm. Nhìn gì đến từ Chantilly 1.001 máu và combo băng la kìa 900 máu. Đó, vẫn đang đợi nhảy vào combat luôn chứ không combat lẻ. Một cái chóc két và bây giờ là combo Entity. Vòng máu của Phong La cũng khá là nhiều nhưng mà vẫn nằm xuống thôi. Một vài chỉ có cầm lên được đốt đến từ Phong La, combo của Entity không chết nổi. Bây giờ thì bật Prepare lên và Amron có xông vào chém, có chém bất cứ những gì mình nhìn thấy. Một vài gì xuống dưới, cái sẽ đăng 3 giây đến Chocola, không đánh được Amron. Và đằng sau thì anh chó Maki đang quay. Một pha combo đến từ anh chàng Lick. Vâng, một pha thả ulti đẹp mắt và Omagi vẫn chưa chết. Một pha bật được magic và có bị bè và được đam phép đến từ Gai Công Tư không đủ sức để giết anh chàng Omagi tiếng này. Và bây giờ thì Avalon đang đứng giữa và cần nhau cả team và vẫn chờ đi ra đứng có đội sinh minh rồi lùi về. Vâng, x2 đến từ Omagi, một cái phản đam, một cái Enderland bên trên thì Avalon đã ngã xuống. Như vậy là một tình huống đi combat một thiếu Ace và bây giờ Ace mới xuất hiện cũng đợi bên trong. Vâng, xích một thằng ra kia còn 4, như vậy là 4 đánh 2 thì có này có sách và như vậy là chúng là ma lớn và một cái cắm và như vậy Ace là được cancel ngay cái việc cứu trợ đến từ đối phương và một pha và công ty đến từ anh chàng trong online rồi và Ace mới là người làm lại một lượng đam đến từ trong online và nó cực kỳ thốn. Và bên cạnh đó thì anh chàng bất chợt cũng đã làm xuống một pha tưởng rằng công tác cũng khá là hay, không đủ đam đến trong online, trong online khá khỏe của Amnet. Còn có Amnet chưa? Còn có Amnet rồi. Và nhảy vào có lẽ là bật Amnet và Ace bổ không chết được. Tỷ số là 24-35 và lượng tiền là 32.000-38.000. Thì cũng đang chỉ có đường vẫn kéo lại của mình. Các thanh niên đang vượt khó. Và bùi và veo vào đầu. Mỗi tội đã chưa thả được từ 1. Và có Berlin. Mỗi tội là combo là không được chuẩn. Thanh niên combo kiểu dọa ma đi ăn xa đến từ Gai Công Tư.
Vâng, hai thanh niên đang chơi trò đuổi bắt nhau, cắm cọc ra đến từ cho con này. Thanh niên con này thì chơi một mình cần đôi chăng? Nó đứng hút máu anh chặt đi đi, một đi đi, combo của đi đi, nó không dám combo khi mà có cọc đứng cạnh, thanh niên sợ chết và cũng kiền đến từ hàng loạt và con này lại nằm xuống. Và đi chiều nhau có phần hơi dại dột dành cho băng này. Nhà xe đến thẳng cho mình thử lên cái cộng 25 phần treo lên kỳ đến trống. Ốc Magi bây giờ sẽ đóng thẳng cái tranh. Trận đấu này thì Lick sẽ đang bị cắm mắt. Cắm mắt của Lick đây không phải là support tuyệt đối mà chỉ là cắm kiểu như là khó đủ để tấn công ra pha rồi. Có cái ESA đến từ hàm đòn. Bây giờ bắt đầu là phút trụ tiếp theo. Tiếp tục tổ chức. Có ESA đến từ Omagi. Jakarta đang nằm vòng. Có lẽ là không đánh hàm đòn cũng không đánh nó cũng không vào thôi. Làm gì gặp một pa xích với thanh niên bất chờ đứng cạnh trong bàn nhưng xích chúng qua màn nghỉ và thả ulti đến cái đường có ulti đến Felix và có ulti đến Bắc Lân. Một combo phải nói là tuyệt đẹp đến từ có lẽ là cả hai team. Và bây giờ đến chuyện Bắc Lan điện và một pa nổ và Amagi cũng không chết, Amagi vẫn chết bất chờ làm xuống còn lại Abaddon trong cái thế giới này quay ra chém Lick và hết chém Bắc Lan và Tilly xuất hiện và một combo chuẩn bài rồi và Bắc Lan làm xuống và có lẽ đã hết cái điên ở lúc và bây giờ không thể nào sống được trong cái combo của Tilly. Một con bác vâng 3 đổi 4 và còn lại 2 Hylian của Abaddon cũng đi đi. Trong khi đó thì còn lại 1 Nick của team 1. Một trận đấu mà Alonso cùng với Hylian và đúng chiến thuật là rồi cũng vẫy cứt. Và nó đánh nhau là chúng ta bô vào đấy. Đéo cần biết là team gốc như thế nào. Cứ vào xả skill đã, tính sau. Và trong cái đống hỗn độn skill đấy thì có khoảng tầm khoảng 7-8 ông ngã xuống. Và có thanh niên đếm số có lẽ cũng không được, ăn xong thì mình trụ là té thôi. Team 2 đang giữ trụ khá là tốt, vừa mới mất cái trụ ở mid. Và team 1 thì ra bay, vừa còn đã hết trụ rồi. Vừa 6 cái trụ bên ngoài đã không cánh mà bay. Abaddon thì sẽ lên thẳng cho mình cái trong tiếng. Sau đó sẽ là cái mặt băng. Mặt băng hay là bố chắc. Bố chắc nghe chừng nó sẽ hay hơn, bố chắc thứ 3. Hôm nay chúng ta sẽ xem một trận đấu mà Abaddon đánh theo đường thuần carry nó như thế nào. Hôm qua là một trận đấu mà Abaddon đánh theo kiểu support sau đó đổi sang làm carry, còn nó không thuật tay, tinh thần chiến đấu của nó không được mỹ mãn cho lắm. Một trận đấu này chúng ta được xem Abaddon đánh theo đường carry từ đầu. Một cái lâu thai đến từ Didi và cái đang tờ và ăn combo của Cha Cha Bola và cũng đánh. Đắp bờ đam và bất chờ lên đồ khỏe vậy. Vâng, Van Gua chắc bài quá. Van Gua phản đam Ezreal AK 8 máu ở phút thứ 26. The player's forces are under attack. Vâng, lo do đi lên đồi, quả lại nó xích chúng được là đến đấy. Bó xích và như vậy là Omagi một pha đứng để ông nhảy vào của Malus. Và Omagi nằm xuống rồi, Malus nhảy vào ulti hơi chậm như vậy. Và bây giờ là có combo đến từ anh chàng trong cái này, không đủ đam để đánh một Lick thả ulti vào rồi. Lại là một tình huống mà Lick thả ulti khá là đẹp, còn lẩy còn khá là nhiều. Khi đi đang nằm xuống, bây giờ thì chàng lại cũng nằm xuống, một pha xích ra ngoài được bất chợt. Và một trận đấu mà các thanh niên đang thi đấu xả skill khá là hoàn mỹ. Bây giờ đến là Bắc Lan, một phản đa bật lên và còn lại Cha Malus cùng với Lick đang đi quấy về trên và xích trượt rồi. Và Lick kịp thời đến từ anh Cha Malus và Gai Đức Sơn xuất hiện thì đã quá muộn và bắt tỷ đã tàn, không còn cái gì để sơn muối tình hôm nay. Nào đó có trọng kiếm, bây giờ thì trong các bác thì nó cũng xù để nó đánh rồi, không cần biết. Vẫn là một pha rình rập đến từ bất chợt. Thật sự cái đội hình này đánh nó rất là nàng, còn đánh thằng nào nó cũng trâu, đánh rất khó chết. Trận đấu này nếu mà team 1 combat tổng mà lệch, còn lệch của combat thôi là sẽ nát ngay. Mã lớp cũng lick, hai con này sẽ là hai con gây đam chính.
và lại bất chờ cùng với Amlon chúng ta vẫn về bình thường, không có vấn đề gì hết. Hai đại diện đang dí lại với nhau, thả lửa đến từ cho Hoàng Nghị. Vâng, phản đang bật lên một pha trình và mắt lớn và cắn đầu, nó không có cắn như vậy, một pha xì khói và Amlon là người tăng tốc bất chờ phải lùi ra ngoài. Vâng, cắn cũng được, một cắn sẽ hồi máu mà trong map này cái beta này bất chờ thì hơi quá nặng. Đằng sau thì Amlon đã ngã xuống rồi, chẳng có lá chiến gì cần. Hai thanh niên rủ nhau đi về, một thanh niên đã ngã xuống. Trong khi đó thì Ace vẫn đang bận bịu để pha bước không bị cụ hơ, đi đấm nhau với khủng long. Và bên trên là một pha gặp nhau của một pha kéo lại được mã lớn và cái từ lại nằm xuống. Và có quá nhiều disable, còn có stun 4 giây, có stun 4 lick và xin lỗi stun của Hoppangi. Ở đâu cũng có Hoppangi tôi nhìn nhầm. Có slow của lick, slow của băng na thôi. TV đến từ TV và lại là một pha đớp mạng và một pha sấp đôi tôi không đập. Và mã lớn kìa, một phần tình huống có lẽ cũng không lắm điều. Có mắt bên trên và đã lộ sai đến từ Tilly. Chắc có lại lên đi full rồi. Gậy xanh đến từ Omagi. Một trận đấu mà support của chúng ta đánh như co vậy. Đồ nhiều không kém gì ai. Vâng, Asia hả? Và làm tí vâng X4 và X phát nữa. Vâng, X2. Và như vậy là tăng đá điện luôn. Và hai cái X của mồm chết luôn. Góc ngược trở lại của TD và Amlon được xuất hiện. Vâng, lại là X4 đến từ Omagi. Vâng, một pha búp tốc X4 nữa, còn thêm stun. Một pha bồi của băng là, còn để cho nó X như vậy thì sống làm sao. Vâng, X2 tiếp theo, mày chạy hả? Và ông TD đến ngay cấp tử, vẫn bây giờ là xả skill đến từ ngay cấp tử. Và Amlon vẫn đang bật ông TD đứng trước. Và TD là người Berlin ra ngoài kịp. Còn lại chạm vào lại, vâng, tiếp tục là stun đến từ Omagi. Vâng, vẫn trở lại tiếp theo, vâng, xích ngược trở lại và một pha xích phải nói chạm tay bắn tay. Anh em xích chạm vào lại nhưng mà chúng vẫn băng này và một trăm lai một vả chết được rồi. Thanh niên nào làm tối nhỉ, rồi cũng không nhớ. Bây giờ đến giờ đã trả Omagi băng đích để chạy rồi lé sai như vậy làm xuống Omagi rồi. Đằng sau lick đã tay lại về, như vậy là 2-3 thêm một không thành công. Omagi nó có gậy xanh, nó luôn luôn là cái gì đó nó khá là nguy hiểm. Thế nhưng tình huống đó là Asia có hơ rồi, nó có lẽ cũng không thể sống được trong những cái ích đến từ đánh một tiếng ca đến từ Omagi. Nốt 2 đến từ Gai Đông Tờ. Và một tình huống duy hình giải pháp của Mã Lớp mà không vớ được ai. Phản Đam và Doomin đấu đèn tù khá là phần tài phong cách mới. Và bất chờ đóng thẳng cái đi trơn đang cắn từ máu. Thì đi được có lẽ sẽ bị gậy xanh ngay sau đây rồi. Cái item co quan trọng nhất để có thể đấm nhau được với Chào Clay và bắt buộc phải lên gậy xanh. Trong khi đó thì bọn Lick cũng có gậy xanh và hai cái gậy xanh rất cần thiết đến từ Lick cùng với Omagi đã có. Và Gai Doctor cũng phải chiều nhau cùng với Bắc Na, nó thành viên đến chơi luôn. Và dốc can từ đầu, có lẽ là Bắc Na làm xuống rồi. Nhưng không, không chết. Và một pha cắn quát thành công. Rồi bây giờ đến được anh chàng Gai Doctor và bắt Amnet, có lẽ là muốn sống được là điều rất khó. Và khá là hồn nhiên và suy nghĩ khá đơn giản trong việc đi vẫn thanh niên và chích cả Ace lại đánh nhau. Vẫn nhảy vào của Ace và trong cái line vẫn lửa máu cũng kiện cho Ace cũng cả máu các kiểu và TD nhảy vào trong. Vâng, ra đi của vâng, như vậy là Park Na làm xuống ngay. Bây giờ thì Invi và có đứt qua lên và trong cái line và chết được TD rồi và ulti đến giữa trang mã lớp và bất chờ nó vẫn đứng giữa một người bất chờ nó to khủng khiếp và trong cái line làm xuống. Bây giờ đến được Abaddon. Vâng, hai thanh niên khỏe nhất team là đứng gần nhau. Vâng, Amron đã thế nó chém rồi, đang Amron nó không ít đâu. Để cho Amron chém thốn lắm. Và đi lùa Lick. Vâng, Sick thì đó là con trở Sick hơi bị ảo diệu luôn. Hay làm xuống một chip lực kinh dành cho vâng, chip lực kinh dành cho bất chờ.
37-50 còn tỷ số tại lúc này, cách biệt là khoảng tầm 10k tiền. Trong khi đó thì vòng co của team 1 thì có đang có cho mình đang cùng chào và là có cái gì. Trận đấu này thì thật sự là không phải là co nữa. Trong cả lại có Amdap cùng Đế Xô, cùng Defu. Còn hai ông support thì lại giàu lướt đấu đổ vách. Một ông cầm Mekan người xanh, một ông cầm Pipe người xanh. Và một fan nhảy vào qua đây. Như vậy là Opmagi, của mình là đứng nhất trong team 1 bây giờ. Hai điên nhảy vào và chơi nhau với hai thanh điên. Mỗi tội là hai thanh điên team 2 cả hơn. Còn team 2 thì có lẽ là con nào thành co hết. Còn ba con này nó khỏe để nuôi nhau. Vẫn chờ Abaddon với Ace và chúng tôi đi yếu hơn. Và xích và cắn như vậy lại chết hoặc là lại làm xuống. Quá đơn giản cho một cái đàn. Như vậy là Mega Namit đánh cho team 2 luôn. Vâng. Và kéo lại là lấy lại cái mạng của anh chàng. Vẫn chờ, vâng, có địa hình một pha. Vâng, một pha tiếng quốc phải nó cũng khá là hay đến từ anh chàng Malus. Một kéo lại được cả đôi và bây giờ một pha hú chuẩn đến từ anh chàng. Vâng, thêm cả ulti đến từ Lick. Vâng, này thì... Vâng, được rồi. Như vậy là nằm xuống của Abaddon. Vâng, anh chàng thì cũng chết rồi. TV xuất hiện. Vâng, TV là người vâng xử lý xong từ chặp của lại thì sau đó ngã xuống. Một trận đấu khô máu. Một chiến trường của nó khá đẫm máu. Hai điên đổi mạng nhau như ngoé. Và mạng sống của chúng ta không cần thiết. Chúng ta chỉ cần giết nó thôi. Còn lại một mình anh chàng Hunter. Players' forces are under attack. Và 35 phút thì Bắc Na vẫn là cầm lên đồ đốt trong người. Trận đấu mà Bắc Na pit hơi nhiều. Và mới có 17 mạng. Và một cái tỷ số pit của một thanh niên đi mid. Trận đấu này Bắc Na đánh vai trò Dimit có vẻ là không ổn. Bù vào đó là hai support của team 1 nó khỏe như lên đồng. Và Opmagi cũng lên lịch. Nó đánh như là đánh kiểu có phần vậy. Vậy xanh vì phe. Và lịch bây giờ lấy được cái gì nữa không? Thích rồi. Vâng, dây xanh luôn. Dây xanh và gậy xanh. Thêm cả trống. Và đây mới gọi là lượng item của nó cực giàu. Một pha trêu nhau của Ace cùng Bắc Na. Và bây giờ thì nhà là Bắc Na mà giết rồi. Thằng đấy là thằng yếu nhất. Và bất chờ sau khi ăn no thì bây giờ người thanh niên bất chờ to như vâng. Và như kiểu khổng lồ hóa vậy. TV đến từ TV. Và Opmagi đang sâu lên. Cả Lick nữa. Cặp đôi có vẻ là khỏe trong trận đấu này của team 1. Hai thanh niên đang dắt nhau. Chào Kala cũng có mặt rồi. Như vậy là Chào Kala đi ra để giải tán cơ hội. Hai thanh niên đang tổ chức đánh nhau. Bên dưới là TV và trên đó là bất chờ cùng một gai đồng tử bên nhà. Đã một pha phi về đáp và Lick cùng với Malus. Một pha nhảy vào. Còn như vậy là xích vào và có ulti chuẩn đến từ Malus rồi. Mà chắc là cái ulti đến từ anh chàng gái đồng tử. Vâng, và trên đó là ulti đến từ Lick. Và làm cùng cả đôi trong tiếng này. Bất chờ khỏe thì khỏe không thể sống được. Một pha combat đơn giản. Và như vậy là làm xuống của cả đôi. Abaddon lên bố bác. Bố bác xong kiếm Eto Sam. Máu 2k6 đang tốc, có vẻ là ổn. Cũng khiển cho Ace và nhảy vào luôn. Và Chao Kalai đang bị ăn thuận quái combo đến gì nhưng không chết. Và bây giờ Abaddon là người xuất hiện để chém. Phản đam được bật lên rồi. Và Chao Kalai đang chọn lên phản đam của các món ăn. Ace quay đầu. Còn quay đầu và bây giờ Opmagi nó dí. Và Opmagi bây giờ nó còn khỏe hơn cả Ace. Và Ace không đủ tuổi đúng nhau cùng với Opmagi. Bây giờ còn là Abaddon. Cũng khiển cũng phản đam rất nhiều. Và làm được rồi. Chip được kinh dành cho Chao Kalai đứng này. Vâng, như vậy là tín hiệu bắt đầu phương ngược đến từ team 2. Lúc này những thanh niên đang xe máu và tự tin quá khả năng sâu bò của mình. Vâng, Chào Cả Lai để nó lên được đồ nó rất là khó đánh. Vâng, Chào Cả Lai đi phản đam cắt máu lan. Không phải BKB. Không phải Manta. Lên đồ
đáng là gọi là đơn giản. Có búp tốc đến từ chào Omagi, có búp giáp đến từ Lick. Và có lẽ có hai cái búp này nó cũng ưu thế rất lớn dành cho team 1. A player's forces are under attack. Bây giờ địch kia ngược trở lại. Cái tờ thì có Manta rồi. Trong khi đó thì sẽ là cái AB đến từ chào bất chợt. Nên AB hay bất tờ luôn. 3k9 máu đến từ chào bất chợt. 4.000 máu. Trong combo của Lick cùng với lại Malus nó vẫn phải là sụp máu quá nhanh. Vâng, chơi luôn đến từ chàng trong bài này và Manta của gà đông tơ vâng một pha xích chuẩn. Vâng, và rất chuẩn xác, còn như vậy là chàng bài này làm xuống và thả vũ khí đến từ Lick. Phản đang vượt lên của bất chờ và càng lên bên trên. Vâng, máu bất chờ xung phải nó quá nhanh. Vâng, 4k máu, anh mất một lửa máu chỉ trong chớp mắt. Và cái ulti của Lick hình như nó vẫn lẩy vậy, vâng, hình như hết rồi. Và bây giờ là ulti đến từ Malus, vâng, Asia bị vớ. Ulti đến gà đông tơ và một pha đứng cần pha đến từ chàng Malus, vâng, băng là làm xuống. Asia cũng làm xuống, bây giờ đến từ gà đông tơ. Vẫn còn Lick cùng với Omagi, còn hai con này thực sự là cứng. 2-3. Trong khi đó là TD đã chạy ra ngoài, rồi lên mặt sát đến TD chứ không phải bầy xanh. Và bắt đầu có những tín hiệu build đồ nó không hợp lý cho lắm. Tôi nghĩ là trận đấu này phải đến cạnh tranh từ sớm. Credit Dam đến từ anh chàng Malus rồi. Bỏ phản Dam đến Credit Dam. Và bây giờ thì chơi luôn. Vâng, ra đi trong lốt nhạc. TD cùng với lại anh chàng Aldon. X4 đến từ anh chàng Omagi Phúc Khiền. Và bây giờ là X4 tiếp theo đến từ vâng chết luôn. Vâng, TD ra đi không để lại lời chăn chối. Vâng, để chạy đi vào lên. Vâng, nhảm tiếp. Như vậy là Aldon cũng không đủ tuổi để solo cùng với lại Omagi. Bay back đến từ TD. Và bây giờ anh sẽ bị vờn tiếp theo. Vâng, toang lên, không mất máu. Và vâng X2 vâng đang đấm chảy nhau. Và như vậy là TD làm xuống. Hai quả này bây giờ mới gọi là hai con core của team Omagi cùng Lick. Và sẽ là cái Shiva đến từ Omagi. A town is under siege. A player's forces are under attack. Chỉ số là 51-56 và team 1 đang vượt lên. Và cái này đang vượt lên phải nói khá là mạnh nhá. Asia có khi cần phải thêm cái phản đam nữa. Thật sự là bất chờ 4k máu, lượng giáp khoảng tầm 20 mấy, gần 30 giáp thì 103 máu cũng quá nhanh. Không thể tưởng được. Vâng, đam trắng lên đến khoảng 190 đam trắng. Tờ trang nó lên đến khoảng tầm 170-180 tờ trang rồi. Gậy xanh đến từ Bắc Nam. Cuối cùng Bắc Nam cũng đã lên được gậy xanh. Vâng, những con support của vừa lên hack luôn đến từ Omagi chứ không phải Shiva. Chơi bời, mới chịu chơi chưa. AK8 máu và lượng gây đam đến từ Omagi bây giờ cứ phải gọi là kinh con mẹ nó hồn. Trận đấu này thì là ân nào với support và team 2 đang có lui được hai ông support phải gọi là đi vào lòng người luôn, và số 1 trong Dota bây giờ. Trận đấu này có những 3 cái búp đến từ 1 và búp đam của Malus, búp giáp, búp tốc các kiểu. Còn nếu so sánh với búp thì nó khá là hoàn thiện. Rồi Abaddon đang bị trứng tội rồi. Còn TD bây giờ có lên được cái gậy xanh thì là nó là khá là khó. Thời điểm dễ farm nhất là đã qua. Và bây giờ mới chỉ bên được 1.000 mega. Còn đi làm phát đồ sàn đi cho nó đúng bài, B cho nó chắc. Player's forces are under attack. Vâng, có AB đến từ bất chờ. Vâng, lượng đam của Abaddon nó chỉ khoảng tầm 250. Không phải là quá nhiều đam. Và lên bố bác. Và sau đó sẽ lên bố bác cuối luôn. Bố bác cuối đã không có nhiều đam cho lắm. Trận đấu này thì có lẽ sẽ là bỏ cái Enchant đi và lên Crit Dam gì đấy hay là bố xem gì đấy. Gây ra khả năng sát thương nó sẽ cao hơn. Và Zosan đến team 2 rồi. Chuẩn
3. Players force. Vâng, tiếp cái tele đi vào Dandy. Thành điện đúng là thảm như đông dân. Cái tele tạo ra Dandy không cho nó nhặt. Vâng, hồi sinh nằm trong tay của bất chờ. Vâng, một con khỏe nhất tim cho cầm hồi sinh. Vâng, cho đứng trước, cứng đòn. Abaddon cùng với lại bất chờ sang người đứng trên. Và TD cùng với lại Ace sang người nhảy vào sau. Ace có khả năng rồi. Bây giờ sẽ là AP tiếp theo. Vẫn chờ nó cứ đi lên thì chỗ không gần. Vâng đấy, mày thích mày làm gì thì làm đi. Vâng, bay cái trụ vâng khó xích. Vâng, cắm luôn đến từ bất chờ. Vâng, mà ghi đằng giữ lại một thả ulti đến Lick rồi. Vâng, lé cái con vòng của Lick ra. Vâng, đằng sau như vậy TD bay màu luôn. Có double kill luôn dành cho Lick. Vâng, một cái công ty và chết luôn hai người. Vâng, bất chờ thì vẫn chưa chết. Vâng, bên cạnh đó là hai con yếu hơn nằm rất rồi. Còn lại ASEAN nhảy vào. Vâng, như vậy là một con bác đại thất bại đến trận thứ hai. Còn bác có lẽ là nó không chuẩn với hai thanh niên, còn mấy thanh niên thì phá nhà là chính. Và một pha nhảy vào của TD thì phải chết luôn. Và bây giờ đến là bất chờ, còn khỏe thật đấy, còn có lẽ không ăn thua. Như vậy là đáp năng Mega tiếp theo còn thành công tại team 1. Team 2 đang có vẻ đang hơi say rồi, hơi quá đà rồi. Và Lick của Lam cũng sẽ đóng luôn cái hack, hai cái hack liền. Bọc mà mình có hack và Lick cũng sẽ có hack luôn. Chơi nhau và chém luôn. Và Aura bật bật ulti rồi. Và như vậy là quay ngược trở lại đến từ trong Glide. Và combo đến từ TD. Và trong Glide ulti kịp nhưng có lẽ vẫn cứ làm được rồi. Và như vậy là trước trên vẫn ngủ chết được anh chàng Aura. Và pha đổi mạng của hai core. Trong Glide làm xuống thì Aura cũng làm xuống. Nam của Aura nó không to. Nó chém trong Glide nó không thấm mấy. Chém mất rất nhiều thời gian. Trời vẫn đang lò dò. Vâng, như vậy là gặp nhau cùng với lại Malus. Cắm luôn. Vâng, AB vào đâu. Malus có Satalic rồi. Và bây giờ sẽ là dòng tập cát đến từ cho cái đồng tử. Vâng, dí chết luôn Malus tìm lại. Vâng, phật Satalic để vả. Như vậy là làm xuống cả đôi. Vẫn chờ chết. Và như vậy một pha đá banh của dòng cùng với gai đồng tử. Vâng, một pha đá banh rất đẹp. Và gai đồng tử làm xuống. Vâng, nhảy vào của ASEAN. Và bây giờ lại là một pha 1 cân 3 ra vào cũng phần không hợp lý đến từ các thanh niên team 2 rồi. Vâng, có hack đến từ anh chàng Amagi. Vâng, combo đến Tini. Vâng, combo không chết nổi con Lick. Con Lick thay cả 3 máu. Có Shiva trong người. Vâng, bây giờ thì thằng nào nó cũng khỏe như thanh dòng. Vâng, đánh làm sao. Đây, bay tới băng này. Bây giờ Tini bắt đầu nghĩ ra mình nên lên gậy xanh. Vâng, một ý nghĩ nó cũng hơi muộn màng. Và hơi khó còn nữa không. Thank you.
Và trận đấu này thì Chào Clive cần phụ chắc. Thật sự là nó cần phụ chắc để giống nhau với Chào Clive. Trận đấu Abaddon cần phụ chắc để giống nhau với Chào Clive trận đấu này. Vâng, đề xô đến từ Chào Clive luôn. Và bây giờ sẽ là tình huống P ngược. Và sau khi tỉ đặt P nhà đến từ chương 2. Và bây giờ tình huống sẽ là người P ngược trở lại. Đây đã thoát khỏi được cái vâng thế trận bị đè từ đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đập kèo vâng P thôi. Để cho mấy thằng chẩu này biết là không phải chúng nó là bố đời trong cái map này. Bắt đầu có sự thoạt cái tinh thần. Bây giờ nhìn thấy là bắt đầu không ra đánh rồi. Và trong đầu game thì mấy bố cứ nhìn thấy là xông vào thôi. Kiểu như là người lớn đánh nhau trẻ con vậy. Mấy thằng trẻ con tuổi đéo gì là cứ thế ta xông vào. Và gặp nhau cùng với lại Chào Lai và ulti luôn. Hay lắm, một pha cầu được ulti đến Chào Lai và lùi về. Và mát lớp. Và gặp nhau cùng với bất chờ và cắn luôn. Và cẩn thận nó kéo xuống dưới bây giờ. Và như vậy là ulti kéo xuống dưới. Và một phần cuối của ulti tại chỗ và vả luôn. Tượng đàn của anh chàng mát lớp cũng rất to. Và những bất chờ lắm xuống đằng sau là cái thích của Omagi. Và như vậy là xe cũng đã ngã xuống. Một Tenenda của Avalon. Một pha Tenenda để hiến mạng. Vâng, bất chờ tôi xin lỗi là TD có te rồi, phải bờ linh về. Chết đi hai người, bất chờ làm xuống, bây giờ thì ghép kiểu gì. Vâng, trên thì gai cũng từ đang cố về. Phải quay ra trận chiến thật IP lẻ rồi. Cú này còn lại sẽ đâm thằng bít. Vâng, gậy xanh đến từ chàng còn lại, xin lỗi gậy xanh đến từ TD. Đến phút cuối cùng, vâng, xông lên đến từ anh chàng Abaddon. Vâng, bắt ulti luôn. Có hack đến từ anh chó ghi và quay ra đấm nhau với TD. Vâng, C3 và CB sẽ lọc xuống. Trước khi chết này để cái sót đã. Vâng, Chào Clive cũng cần dành được việc. Vâng, có Stun đang bắt đầu bị vờn. Vâng, Abaddon cũng sẽ làm xuống tình này. Vâng, sau khi cái chết của hai thanh niên này cũng đã đánh dấu sự kết thúc ở đây. Còn ở nhà thì Phong Na cũng ngửa bụng rồi. Và tiến máu của Phong Na để lấy thêm nhà cũng được. Character sẽ bê xong cái nam bên trên. Còn là mid thì sẽ bê xong của 4 thanh niên. Bê thẳng bây ra thì sẽ còn gây ra sức ép một chút. Nhưng còn đi về thì nó không giải quyết vấn đề gì cả. Vâng, có lẽ về bắt buộc phải về thôi. Một mình gai đốc tư không thể phê thảm được. Vâng, và bây giờ một mình gai đốc tư thì có lẽ quả đáp luôn. Và 4 giây nữa, còn 5 giây nữa có người đàn. Cả ulti bắt PKB đến từ gai đốc tư để cứu vãn tình hình. Vâng, cứu được không? Vâng, nó phá tù lạnh rồi. Và bác Mami đang đứng một khó xích không đến. Và nhảy vào đứng ra xe. Và như vậy là phá tù lạnh thành công của team 1. Và như vậy là một trận đấu lật kèo đến từ team 1. Và các thành viên team 2 chơi đòi, chơi trò chồng tre với thịt đàn người nhưng mà không thành công. Rất cảm ơn mọi người theo dõi trận đấu và lại với bình luận. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, see you again.